nó đến nữa. Ra mình mới bỏ thẳng mấy triệu vô đây đây. Xác nhận là 4 triệu là mấy không? Ngồi bỏ vô. Hôm bữa lên mấy bà kia rút tiền không có, cái anh nói để tôi bỏ vô cho, cái anh bỏ vô, cái bỏ vô cái mấy bà rút ra rồi. Nó nói ừ, hình nó nhà chú không có đi vô chung kia. 50 triệu phải không? Chờ. Số tiền ra, xong nãy quay ngang ra. Vì bạn nó ngon hơn cái ngân hàng kia. Đỡ lắm nha, đỡ tay cho trong kia. Quá hay. Báo liền luôn.